mạnh của thủ môn Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023, các thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực luyện tập để có trạng thái tốt nhất trước khi bước vào các trận đấu với những đối thủ mạnh. Cập nhật về tình hình hiện tại của tổ thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Nguyễn Thị Kim Hồng cho biết 4 thủ môn của đội đang cố gắng tập luyện với tinh thần rất tốt. Vừa rồi, trong trận giao hữu đầu tiên, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung đã lựa chọn sử dụng thủ môn Kim Thanh. Phong độ thi đấu của Kim Thanh đang ổn định. Thủ môn thứ hai của đội là Khổng Thị Hằng cũng đang có phong độ tốt. Hy vọng hai thủ môn này sẽ tiếp tục cạnh tranh với nhau và cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Trận đấu vừa qua, dù bên phía đội bạn có nhiều cầu thủ trẻ nhưng về phần tấn công, dứt điểm rất tốt. Nếu đội mình sơ hở, không phòng ngự chặt chẽ thì có thể đội bạn cũng sẽ ghi được thêm nhiều bàn thắng hơn. Huấn luyện viên Kim Hồng nói thêm. Trong các buổi tập vừa qua, các thủ môn cũng tích cực rèn luyện thể lực cùng toàn đội, kết hợp với các bài tập riêng về chống bóng bổng, rèn luyện khả năng phán đoán tình huống, ra vào phù hợp. Sắp tới là một giải đấu rất lớn, điều quan trọng là thủ môn và hậu vệ phải có sự liên kết. Thủ môn phải chỉ huy được hàng hậu vệ và phối hợp chặt chẽ thì mới có thể hạn chế những pha triển khai nguy hiểm của đối phương. Đội mình có thể hình nhỏ con nhưng có thể hy vọng vào phản xạ của Kim Thanh. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 2 tuần tập huấn tại châu Âu và 10 ngày tại New Zealand để chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra vào tháng 7 sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.